năng tự phục vụ bản thân. Luyện tập kỹ năng tự phục vụ bản thân khi còn nhỏ sẽ tạo một thói quen tốt, giúp cho chúng ta tư duy đúng và một cơ thể khỏe mạnh. Ngoài ra, kỹ năng luyện tập phục vụ bản thân còn giúp chúng ta vượt qua và giải quyết những vấn đề lớn hơn sau này. Bạn có biết rằng, khả năng tự chăm sóc bản thân còn giúp cho hệ miễn dịch của chúng ta phát triển mạnh hơn? Vậy, kỹ năng tự phục vụ bản thân là gì? Kỹ năng tự phục vụ bản thân chính là việc chúng ta dành thời gian xuyên suốt cả ngày để quan tâm đến trí tuệ và sức khỏe của chúng ta. Ngay từ nhỏ, chúng ta biết tự phục vụ bản thân đó chính là gì? Khả năng tự đánh răng rửa mặt, khả năng tự ăn uống hay là khả năng tự đi ngủ một mình. Nhưng như vậy chưa đủ. Hôm nay, tôi xin giới thiệu 4 kỹ năng nữa liên quan đến khả năng tự phục vụ. Đó chính là sức khỏe, cảm xúc, tinh thần và trí tuệ. Đầu tiên, về sức khỏe, chúng ta cần phải luyện tập thể dục thể thao, ăn uống điều độ, uống nước đầy đủ hay là ngủ đúng giờ và thậm chí là dắt chó đi dạo. Thứ hai, đó là liên quan đến cảm xúc thì sao? Chúng ta có thể học cách tha thứ, học cách biết ơn, làm bạn, học cách để thể hiện tình cảm của mình. Ngoài ra, kỹ năng tự phục vụ còn liên quan đến tương tác xã hội. Chúng ta có thể rèn luyện bằng cách cùng gia đình, cùng dành thời gian với bạn bè, cùng chơi với mọi người. Và cuối cùng, kỹ năng tự phục vụ nó còn thể hiện qua tinh thần khi mà chúng ta làm cho những người khác, nghĩ cho người khác, làm những điều lớn hơn bản thân chúng ta mong muốn. Kỹ năng tự phục vụ bản thân không phải là một môn khoa học khó khăn, mà đây chính là một thời gian. Đến đây, tôi xin dành tặng bạn một món quà. Đó chính là 3 bước để chúng ta hình thành cái kỹ năng tự phục vụ. Thứ nhất, đó là chúng ta hãy lựa chọn thời gian phù hợp nhất trong ngày của chúng ta cho mỗi hoạt động. Thứ hai, là khi chúng ta đã có rồi, chúng ta hãy thực hành nó và rèn luyện nó một cách kiên trì hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng. Và cuối cùng, chúng ta hãy nói chuyện với bố mẹ, nói chuyện với thầy cô để chúng ta tăng được kỹ năng vượt qua cả ngưỡng bình thường của chúng ta. Và tiếp theo, nếu như mà hàng ngày chúng ta có những ngày buồn chán, chúng ta có những ngày không may, có sao không? Chẳng sao cả. Nếu như làm sao? Nếu như mà chúng ta đã có cái kỹ năng, có thói quen tốt, có tư duy đúng, có một sức khỏe tốt, có cái cảm xúc tốt và có một tinh thần mạnh mẽ, thì từ đó chúng ta sẽ rèn luyện và chúng ta sẽ ngày càng tốt hơn, là phiên bản tốt nhất của chính mình.